Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, năm 2016 đã khép lại và mở ra cánh cửa với nhiều hy vọng trong năm mới 2017. Trong không khí đón chào năm mới, chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ cùng quý vị lắng lại để cùng nhìn nhận, đánh giá về bức tranh toàn cảnh về chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong một năm vừa qua. Tỷ giá đã vượt sóng như thế nào? Đâu là yếu tố kìm cương tỷ giá trong năm vừa qua? Những bước sóng của tỷ giá có làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hay không? Áp lực đối với tỷ giá trong năm 2017 là gì? Trước tiên, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây để có cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề này. Sau 4 năm điều hành tỷ giá theo chính sách neo tỷ giá với cam kết mức độ biến động tỷ giá trong từng thời kỳ, tỷ giá và thị trường ngoại hối đã bộc lộ không ít những hạn chế. Ngày 4 tháng 1 năm 2016, cơ chế tỷ giá trung tâm, tỷ giá biến động theo ngày của Ngân hàng Nhà nước chính thức được áp dụng. Tỷ giá trung tâm niêm yết ngày 4 tháng 1 là 21.896 đồng trên 1 đô la Mỹ. 8 tháng đầu tiên khi vận hành cơ chế tỷ giá mới, dù tỷ giá có nhiều đợt sóng nhỏ, nhưng nhìn tổng thể, tỷ giá và thị trường ngoại hối giai đoạn này tương đối ổn định. Trong khoảng thời gian này, động thái trưng cầu dân ý về việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu-EU và chính thức công nhận Brexit, tỷ giá đã tăng lên 22.434 đồng trên 1 đô la Mỹ, nhưng ngay sau đó tỷ giá ngoại hối lại đi vào trật tự mới. 22.230 đồng trên 1 đô la Mỹ là ghi nhận vào ngày 29 tháng 1, mức thấp nhất trong năm vừa qua. Trong 4 tháng cuối năm, dù sóng tỷ giá đã ít đi nhưng nước sóng lại mạnh hơn nhiều lần so với giai đoạn trước. Bước nhảy cao và bất ngờ nhất của tỷ giá lên đến mức 22.756 đồng trên 1 đô la Mỹ vào ngày 25 tháng 11, tăng 430 đồng so với thời điểm ngày 10 tháng 11 là 22.326 đồng. Sau đó lùi về mức 22.563 đồng vào ngày 9 tháng 12 và hiện đã đạt ngưỡng cao nhất là 22.768 đồng trên 1 đô la Mỹ vào ngày 21 tháng 12. Đây cũng là mốc cao nhất trong vòng 14 năm kể từ năm 2002. Thời điểm này diễn ra sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ 2 tháng, Fed chính thức thông báo tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 14 tháng 12 và nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng cao dịp cuối năm. Ghi nhận tại Ngân hàng Vietcombank thời điểm ngày 29 tháng 1, giá mua vào là 22.165 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra ở mức 22.235 đồng trên 1 đô la Mỹ. Còn ngày 29 tháng 12, giá mua vào ở mức 22.730 đồng trên 1 đô la Mỹ và 22.800 đồng trên 1 đô la Mỹ ở chiều bán ra. Như vậy, năm 2016, tỷ giá đồng bạc xanh đã được điều chỉnh ở mức ổn định. Mức tăng 1,21% của năm nay được đánh giá đã lấy lại cân bằng hơn so với con số 5,34% của năm 2015. Trước đó, năm 2013 là 1,3% và năm 2014 là 1%. Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường ngoại hối thế giới nhiều bất định, chao đảo khắp nơi từ các nền kinh tế lớn tại châu Âu cho tới các nước mới nổi ở châu Á hay là châu Mỹ, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ khi chịu tác động từ cuộc trưng cầu dân ý Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU hồi tháng 6 vừa qua, Mỹ bầu cử tổng thống mới hay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất trong tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong cơ chế điều hành mới đã giúp kìm cương tỷ giá trong cả năm 2016, tiền đề ổn định thị trường ngoại hối và kinh tế vĩ mô. Bảng Anh lao dốc, euro xuống mức thấp nhất 14 năm, nhân dân tệ thấp nhất 8 năm so với đô la Mỹ. Thế nhưng đồng nội tệ tại thị trường trong nước chỉ mất giá 1,21% trong cả năm 2016. Kết quả này có được chính là nhờ sự linh hoạt trong điều hành tỷ giá mới. Đây cũng là cơ sở thuận lợi giúp kiềm chế lạm phát trong năm 2016. Thì cái tỷ giá ấy nó mang tính linh hoạt hơn. Nó phản ảnh được các cái tín hiệu thị trường tốt hơn. Và chính nhờ hai cái điều đó thì một là nó cũng tạo ra được một cái khả năng hấp thụ những cái cú sốc từ bên ngoài đối nền kinh tế trong một chừng mực nhất định là nó tốt hơn. Điều đó thì nó cũng góp phần đáng kể vào cái ổn định kinh tế vĩ mô, vào cái việc giữ được cái mục tiêu lạm phát dưới 5% của Việt Nam. Với sự linh động của tỷ giá trung tâm, kỳ vọng vào sự biến động của thị trường không lớn, qua đó tình trạng đô la hóa đã được hạn chế đáng kể so với cách neo tỷ giá trong giai đoạn trước. Cái khả năng của các thành viên thị trường có thể can thiệp trở lại đối với quyết định điều hành tỷ giá là không đã bị hạn chế đi đáng kể. Và chính vì vậy cho nên cái cơ chế về điều hành tỷ giá rõ ràng đây ở đây là chúng ta thấy nó đã tạo một cái cho Ngân hàng Nhà nước một cái tâm thế và một cái sự linh hoạt nhất định, và rất cái sự linh hoạt đấy là rất cần thiết trong một cái bối cảnh mà có rất nhiều biến động như hiện nay. Rõ ràng khi mà có một cái hướng điều chỉnh linh hoạt có thể tăng hoặc giảm thì tôi chẳng có một cái vấn đề nữa là chúng ta đã hạn chế được khá là nhiều cái tâm lý đầu cơ. Đặc biệt là đầu cơ theo tính thời điểm, và từ đó cũng tạo ra những sức ép rất lớn
cho thị trường ngoại hối cũng như là cả nền kinh tế. Và với mỗi lần một sức ép không muốn như vậy thì bao giờ cũng gây những thiệt hại không nhỏ. Và khi mà điều chỉnh theo hướng linh hoạt, cái tâm lý đầu cơ hạn chế, thì tôi rằng những cái tác động không mong muốn nó cũng phần nào đã được tiêu trừ đáng kể. Đáng chú ý, trong năm 2016 vừa qua, tỷ giá vượt sóng thành công còn nhờ sức bền nội tại của chính nền kinh tế, khi mà ngân hàng nhà nước đã gom được một lượng dự trữ ngoại hối dồi dào. Tính tới thời điểm hiện tại, dự trữ ngoại hối đã lên tới con số 40 tỷ đô la Mỹ, lá chắn bảo vệ nền kinh tế từ các biến động thế giới. Việt Nam cũng đã chứng kiến một cái giai đoạn rất là ổn định của tỷ giá. Đồng thời chúng ta cũng thu hút được, và với quá trình như thế thì Việt Nam cũng đã thu hút được một cái luồng vốn ngoại tệ khá là lớn trên thế giới. Và cái kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam cũng đã liên tục được củng cố trong thời gian qua. Và với những thành công như vậy, và khi mà thu hút được cái luồng vốn mạnh như vậy kết hợp với một chính sách điều hành khá là ổn định, thì cái thanh khoản hệ thống ngân hàng cũng đã được đảm bảo, lãi suất trên thị trường Interbank ở mức khá là thấp, và từ đó cũng đã hỗ trợ cho cái việc hệ thống ngân hàng thương mại duy trì cái lãi suất huy động và cho vay ở mức hợp lý. Dự trữ ngoại hối chúng ta cũng đã thông tin nhiều hơn, và cũng rất tự tin khẳng định rằng dự trữ ngoại hối của chúng ta đã dày hơn trước đây rất nhiều. Và cái này thì nó lại càng nhất quán với cái năng lực điều hành của ngân hàng nhà nước và ứng phó trong những cái điều kiện bất thường có thể xảy ra. Như vậy có thể thấy sự ra đời của tỷ giá trung tâm là một bước ngoặt quan trọng trong điều hành chính sách tỷ giá và thị trường ngoại hối, không chỉ của năm 2016 mà còn là bước đột phá của chính sách điều hành tiền tệ trong nhiều năm vừa qua. Biến động tỷ giá có thể tác động đến doanh nghiệp theo nhiều cách và được đo lường bằng độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá. Vậy với mức tăng của biến số nhạy cảm này, các thành viên tham gia thị trường, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu có bị ảnh hưởng hay không? Ghi nhận sau sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo đánh giá của các chuyên gia, áp lực đối với tỷ giá trong năm 2017 sẽ lớn hơn so với giai đoạn trước đây, khi mà tình hình chính trị và kinh tế của các quốc gia khác biến động khó lường, đặc biệt là những động thái từ việc tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hay động thái phá giá đồng nội tệ của không ít các quốc gia khác. Đồng Việt Nam đâu đó cũng chịu áp lực, nhưng áp lực không phải quá lớn nếu như so sánh bức tranh của 2017. Khi mà lộ trình tăng lãi suất của Fed trong năm tới được dự báo có thể sẽ nhiều hơn. Bên cạnh đó, rất nhiều nước khác trên thế giới, đặc biệt là những nước lân cận của Việt Nam, ví dụ như là Trung Quốc hoặc là những nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng đang chịu cái áp lực mất giá đồng tiền khá là lớn. Chưa kể đến cái áp lực rút vốn khỏi những thị trường mới nổi. Thì đấy là những áp lực mà tôi cho rằng nó lớn hơn khá là nhiều so với năm 2016. Sẽ khó để có thể kết luận rằng thị trường tài chính thế giới sẽ còn nhiều khó khăn trong năm tới. Thế nhưng cái bất định rõ ràng là có. Chúng ta chưa rõ là sẽ theo hướng nào, bởi vì chúng ta chưa biết được cái thông điệp kinh và định hướng kinh tế chính của Mỹ trong thời gian tới. Chúng ta mới chỉ biết có thể Mỹ sẽ lại tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới. Áp lực tỷ giá không chỉ phụ thuộc một phần vào quyết sách của các quốc gia khác. Tại thị trường trong nước, áp lực về lạm phát hay sự bất định về nguồn đầu tư nước ngoài cũng sẽ là thách thức trong điều hành chính sách tỷ giá năm 2017. Thế thì rõ ràng là cái áp lực đối với tỷ giá Việt Nam hiện nay và trong cái thời gian tới được dự báo là cao hơn, mạnh hơn. Lý do là lạm phát bắt đầu có xu hướng tăng. Thứ hai là cái đồng đô la lên giá. Cái đồng đô la lên giá này nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng làm nhiều đồng tiền của các đối tác thương mại chủ chốt Việt Nam mất giá. Và kể cả theo cái áp lực trên thị trường, kể cả theo cách điều hành tỷ giá mới, thì cái nó cũng lại làm cho cái tỷ giá Việt Nam nó bị đẩy lên theo cái nghĩa là đồng Việt Nam mất giá. Bây giờ thì chúng ta lại gặp rất nhiều bất định liên quan đến TPP, cái bất định liên quan đến cái thời điểm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam với EU, thì những cái điều ấy nó có thể ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư. Tất nhiên, đó là về nguyên tắc. Còn nếu chúng ta có những cái biện pháp hữu hiệu để tiếp tục chấn an, tiếp tục tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, thì có lẽ chúng ta lại vẫn tiếp tục hưởng lợi từ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì lúc đấy cái khó khăn đối với công tác điều hành tỷ giá thì có thể, và tính bất định của thị trường ngoại hối sẽ được giảm đi đáng kể. Bản thân Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định năm 2017 điều hành chính sách tiền tệ sẽ gặp không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề về tỷ giá. Tuy nhiên, với nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào, cung cầu ngoại tệ không có diễn biến bất thường,
Ngân hàng Nhà nước có đủ khả năng giữ tỷ giá ổn định trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động đưa ra các cái biện pháp và công cụ để điều hành nhằm ổn định thị trường và kể cả việc Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp thị trường. Theo kỳ vọng của các tổ chức trong nước, đồng nội tệ sẽ mất giá từ 2 đến 4% trong cả năm 2017. Thưa quý vị, bất định đó là đánh giá của không ít các chuyên gia khi nhìn nhận về triển vọng kinh tế chính trị của các quốc gia trên thế giới cũng như nội lực kinh tế trong nước. Chính sự bất định này sẽ là áp lực đối với tỷ giá đô la Mỹ đối với Việt Nam đồng và là thách thức đối với cơ quan quản lý trong công tác điều hành năm 2017 này. 4 đến 5% là mức biến động của tỷ giá năm 2016 được các chuyên gia kinh tế đưa ra hồi đầu năm trước bối cảnh thị trường trong nước chịu tác động của không ít những biến động đến từ các nền kinh tế khác. Thế nhưng, trên thực tế, diễn biến của tỷ giá đã tương đối ổn định, đồng nội tệ chỉ mất giá 1,2% so với đầu năm, thấp hơn nhiều so với mức trên 5% ghi nhận trong năm 2015. Chúng ta đã trải qua một năm mà biến động tỷ giá không nhiều, xung quanh 1%, trong khi đó là ngay từ đầu 2016 đã có những ý kiến cho rằng là đồng Việt Nam sẽ bị biến động thất thường do đồng nhân dân tệ với đồng đô la Mỹ có những biến động. Nhưng trải qua một năm thì chúng ta thấy cái điều đấy là ngược lại. So với rất nhiều nước trên thế giới, biến động tỷ giá tăng có khi vài chục phần trăm một năm. Nhưng mà đồng Việt Nam như thế là rất ổn định. Và khi mà đồng Việt Nam ổn định thì có nghĩa là các doanh nghiệp rất muốn đầu tư để kinh doanh. Đặc biệt với mức biến động tỷ giá không lớn cộng hưởng với sự chủ động về nguồn vốn trong kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, theo nhiều doanh nghiệp, những rủi ro từ tỷ giá không phải là vấn đề đáng quan ngại của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Vico là xuất khẩu được khoảng một năm khoảng 30 triệu đô. Thì khi mà những đợt mà biến động tỷ giá lớn thì chúng tôi dùng cái đô mà có sẵn để mà coi là trang trải. Thì cái việc đó là nó không ảnh hưởng vấn đề biến động tỷ giá, nó ít ảnh hưởng hơn. Đấy là chúng tôi cũng có những cái biện pháp để tránh rủi ro bằng cách vì công ty chúng tôi cả xuất khẩu và cả nhập khẩu. Là khi mà chúng tôi xuất khẩu lô hàng, những lô hàng ra nước ngoài thì đô la chúng tôi về có thể là chúng tôi phải giữ lại, không bán. Và để dành cho những cái lúc mà biến động mạnh thì chúng tôi dùng đô la để thanh toán ra nước ngoài cho những lô hàng nhập khẩu. Sự ổn định của thị trường ngoại hối trong cả năm 2016 không chỉ hạn chế được rủi ro cho cá nhân doanh nghiệp mà đây còn là yếu tố củng cố vững chắc cho thanh khoản của các tổ chức tín dụng. Bản thân các ngân hàng cũng khẳng định, mặc dù tỷ giá có nhiều bước sóng nhưng không xảy ra những đột biến trong giao dịch. Thì cái lượng giao dịch bằng ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng thì có tăng nhẹ do các ngân hàng tăng cường mua vào để đóng trạng thái trước cái lo ngại về cái tỷ giá đồng USD độ tăng. Tuy nhiên là đến nay cái lượng giao dịch ở mức bình thường và cung cầu trên cái thị trường cũng khá cân bằng. Còn lượng giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng với các doanh nghiệp thì vẫn ổn định và chỉ tăng nhẹ do cái nhu cầu thanh toán vào cuối tháng và cuối kỳ thì theo chu kỳ kinh doanh, các ngân hàng thì vẫn đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu ngoại tệ của khách hàng. Dù biết rằng chỉ với một biến động nhỏ cũng có thể làm cho một biến số nhạy cảm như tỷ giá thay đổi, thế nhưng với chính sách điều hành tỷ giá mới, thay đổi từng ngày và tham chiếu theo 8 loại tiền tệ khác nhau sẽ giúp các thành viên tham gia thị trường hạn chế được phần nào rủi ro từ những biến động của tỷ giá. Điều này cho thấy chính sách điều hành tỷ giá đã phát huy được những hiệu quả nhất định. Đến đây, chương trình tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.